quá trời luôn, nổi một nổi. Anh em giao phần trách nhiệm lại anh em nhờ. Chứ này mà không nhờ ở gì? Ngoài biển là vậy đó, hấp dẫn à. Này nằm trong bờ thì mệt với em rồi. Đây là một nàng nè mọi người, một nàng. Hello xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì xin sẽ mời cả nhà cùng xin đi với một ông anh của mình. Nói chung là ảnh vừa mới đi biển vô, ảnh muốn kêu xin là đi câu mực đêm, câu mực về đêm với cả nhà. Hồi trước mình câu ngay chỗ ghe của ông dượng mình không được bao nhiêu hết á, nên lần này mình sẽ ra khơi cùng với ông anh mình. Giờ anh mình đã đi ra về biển, ra ghe để chuẩn bị mấy ống câu, để chuẩn bị chút nữa mình ra khơi mình câu nha. Bây giờ nói chung là mình sẽ mời cả nhà cùng với sinh bắt đầu thưởng thức cái chuyến câu đêm nay, coi thử được bao nhiêu ha. Hy vọng sẽ được nhiều. Đây là mấy ông anh ổng chạy biển ở nhà. Hôm nay ảnh anh cũng ra khơi giống như mình luôn, cũng đi biển đi mực á, kiếm thêm một chút tiền á. Đó. Mấy ông anh mình ổng cũng đang tiếp tục ra khơi để kiếm thêm chút mực ở nhà. Đó, đây là cái ghe của ông anh mình nè. Đây nè. Đó, đây là những con tôm, một chút nữa mình sẽ dùng nó để mà mình câu mực. Hy vọng hôm nay có nhiều mực. Đây là mấy ông câu ông anh mình đã chuẩn bị cho nữa nha. Ai là dân biển sẽ biết được cái loại này ha. Hy vọng hôm nay kiếm được 5-6 kg cùng với ông anh mình để ông có tiền sửa cho con. Dạ. Này ghe nhiều quá. Nó ghe ông anh nó cũng đi luôn rồi nha. Đây là ghe thu nha, chiếc này là chiếc ghe thu. Này là vô cũng người ta chưa đủ cho tổn á. Không giờ đi thêm kiếm thêm tiền. Bây giờ ông anh mình đang quay máy nữa nha. Máy ồn nha. Nếu ai mà đi câu mực như giống như mình vậy nè thì nhớ uống thuốc da xấu nha cả nhà, chứ để khó chịu lắm nha, mình cũng uống rồi. Nhà ơi, mình đã ra tới ghe của ông anh mình cả nhà. Đó, bây giờ ông anh mình đang nổ máy ghe, có gì hơi ồn xíu cả nhà thông cảm nha. Đó, ngoài ghe nè. Giờ mình đang chờ ông anh mình chạy biển cả nhà. Hy vọng hôm nay sẽ kiếm được thật là nhiều mực, nhiều cá cho cả nhà cùng xem nha. Đó. Đây là một chuyến dùng rất là đặc biệt đối với hai anh em mình.
lên sóng rất là nhiều. Cả nhà có thấy mấy cái ghe cào cào đây không? Đó, ông anh mình nói là mấy cái ghe cào này á là nó cào sát gần đảo cả nhà nên không có mực nhiều, bây giờ phải chạy xa xa hồ một chút, chạy xa xa một chút. Đó. Ở đây ông anh mình nói ghe cào này cào sát quá, mực không có bao nhiêu, đồn biên phòng không có quản lý được gì nhiều cả. Nếu mà ai ở vùng đảo á hay là biết lực biển thì sẽ biết được là cào gần biển như thế này là phải chung là biên phòng phải ra đuổi những cái cào này ra xa đó. Cả nhà thấy không nè, đó họ cào chỗ này nè, rồi mình không may mình cào mình đậu gần đây đi là tối nay họ cào chúng game là game mình công gì với cả nhà, nguy hiểm lắm đó. Bây giờ phải chạy xa ra cái vùng cào của họ đó. Cuộc sống lên biển khó khăn lắm nha, cầm cái điện thoại là mình rung luôn á. Nhưng mà trời sống vậy thì nó hay có mực có cá lắm cả nhà ơi. Đây mình cũng có chiếc này đó, chiếc cây cào nè, người ta đang cào cả nhà thấy không à. Có gì cả nhà thông cảm nha, nhiều khi cái điện thoại nó hơi quơ là do mình cố gắng trụ lắm rồi đó. Có thấy cả nhà thông cảm nha, đó. Quá sóng gió. Ông anh mình đang mở bộ đàm đó nha, đang mở cái bộ đàm để nói chuyện á, để dò này kia đó nha. Trước đó để mà bỏ neo cả nhà nên mình không có rảnh, mình đang cố gắng dịch cái lái này lại cho ghe nó không có di chuyển á cả nhà, cố gắng giữ lại sống quá cả nhà ơi, lắc có gì lắc chịu nổi luôn đó. Ông anh đang vô lại nè, không có lắm chung, mình không có rảnh về kéo về làm neo mình đến đây. Hy vọng qua đêm nay sẽ là một đêm câu thật là nhiều mực cho cả nhà cùng xem nha. Nói chung là mình cũng không có giỏi về biển đâu nha, mình cũng uống thuốc đó, nói chung là mình cũng chơi sống để mình ra đây mình trụ cho vững để mà mình quay cho cả nhà cùng xem đêm nay, coi thử coi ông anh mình sẽ có những cái gì vui nha. Hy vọng vậy, mình thả câu thử coi có cá không nha, câu thử ha, có đem một mớ bọ ra để mình câu. Đây ai đã từng xem cái video của mình chắc biết ha, cái con bọ này mình đã từng quay cho cả nhà xem rồi đó. Mấy video trước là mình có quay miếng bọ này cả nhà. Đó, hy vọng là chuyến này ra sẽ câu được cá ngon thêm cho ông anh mình để ông bán thôi nha. Hy vọng bọ ngoài này, bọ đem qua đây thì sẽ câu cá bự hơn. Đây. Giờ mình đang làm câu đó để chuẩn bị con mực ở nhà giờ tối rồi. Giờ anh em mình đang chuẩn bị làm câu kéo. Còn bên kia là mấy ông anh cái ghe ngoài đó là mấy ông ngoài năm đậu rồi đó. Ủa lại ông Chiến đậu gần ông Nam kia quá trời, đêm nay nhiều người ra câu lắm cả nhà. Đây là một cái điểm có thể nói là cá mắm rất nhiều, sóng gió chiến này hơi đỡ nha chứ có lặn á,
lắm. Một chín nè cả nhà ơi, một chín ơi. Tưởng đâu bị mắc gà không à? Không, anh dính mực rồi. Còn đó anh. Còn cả nhà đi con à. Vừa anh ông anh vừa mới mở đèn lên thôi mà có lên ăn rồi cả nhà ơi. Dạ dạ. Mở đèn lên thôi ông anh mình vừa mở đèn lên mực dính này nó giật lên. Này tôi bắt gà không rồi. Trời ơi. Lắc nổi muộn đau đầu cả nhà ơi. Anh lại cái gai cào để gần gần có sao lại. Cái này mình phải cố gắng cắt phải rửa mặt cho tỉnh nha. Trời ơi, cái nhà biết không? Mình dội luôn. Mình đau đầu cái nhà. Ở nhà thấy không? Họ lắc lên xuống rồi. Nó trời ơi. Giống như là chơi đu quay, cảm giác mạnh cái nhà. Trời ơi, lên xuống cái đó. Trời ơi. Dột có bụng ghê đó. Cố gắng không nôn. Nãy giờ ông anh mình chích được ba bốn con nữa nha, mình cũng câu được cái này nè, đó từ luôn đây mình lại câu được như đây nè. Giờ con này câu đẩy xô này. Dạ. Đẩy xô này ngon luôn này. Giờ câu trời, câu trời đêm nay đẩy cái xô này ông anh mình nó quá dây sức cho con cái. Nhà thấy cái nghề biển cực khó, không phải đơn giản như cả nhà nghĩ đâu. Đây là một cái trải nghiệm một đêm của mình với quanh mình đó. Nhưng mà sóng gió cũng tùy lúc tùy cơ lắm nha. Có lúc thì dông, có lúc thì gió. Nhiều thì có cá, có mắm. Xung quanh mình là rất là nhiều ghe cổ. Nhà thấy không? Đang để câu nè cả nhà. Cần đổi điểm không anh? Không anh mình ráng câu thêm cả 1 tiếng 2 tiếng nữa. Coi thử coi có không có đổi điểm không nha. Được anh, được anh. Quá trời luôn. Nổi. Tầm đó rồi đó. Quá trời tươi ngon lành luôn. Ông anh mình đang chuẩn bị kéo lên coi thử mực. Nãy mực có bù tới đó luôn cả nhà. Dính luôn á. Mà quên lấy vợt xúc. Nó lên tới mực nước luôn cả nhà. Mưa rồi cả nhà ơi. Bây giờ anh em mình ngồi chờ đợi mưa qua cái đầu cái mình sẽ câu tiếp nha. Nãy giờ mình cũng giận vợ người luôn nha. Ghé lắm cả nhà ơi. Giờ ông anh mình đang cố gắng câu ngoài mưa thử coi được bao nhiêu con đó nha. Nãy giờ mưa đang mưa quá trời. Thank you.
lỡ uống cái mì quần năm quanh đó, nó hơi giận giận. Sao đó này, chung mà anh cũng phụ em rồi, giờ em phụ anh lại đó. Cũng hết môn em gan dám ngồi chung rồi thì gì nói đó. Đó, cả nhà thấy cái cuộc sống trải nghiệm của mình không? Ngày hôm nay thì mình trải nghiệm cho cả nhà xem đây là một phần nhỏ ở trong cuộc sống đi biển thôi. Còn rất nhiều các khó khăn ở ngoài khơi kia nữa kìa. Đây chỉ là gần bờ thôi mà đã vậy đó cả nhà. Có lúc mà sóng gió nổi lên, sóng nó đập cướp ghe nguy hiểm nha, ớn lắm. Chung là ngành biển, nghề biển này rất là cực khổ, ai đã từng đi sẽ hiểu. Hôm nay thì mình trải nghiệm cho cả nhà cùng xem cái cực khổ của người nông dân đi biển. Khổ lắm chứ cả nhà. Nói chung là hải sản thì bao la, ăn thì rất là ngon, chung là cái gì cũng có cả. Nhưng mà đánh đổi lại nhiều thứ trong đó lắm cả nhà, khổ lắm. Hôm nay mình động đi biển mới vô, đi ngoài khơi mới vô á, 7-8 ngày. Giờ anh phải vô, anh phải đi ra xa xa đảo một chút để kiếm ít mực để mà câu cho vợ con mình đó cả nhà. Mưa nó ơi. Mưa. Giờ ngồi chút xíu rồi lát ra tiếp bên này. Mưa quá. Làm mực nấu mì tôm nha cả nhà. Đó, giờ sẽ lấy một mớ mực này ra để nấu nha. Thực ra mình cũng hơi đói đói dội. Mà mình cũng thấy không? Ngoài biển khổ lắm, sướng ở đâu. Cái này là đỡ cả nhà, nhiều khi trời mưa còn giông gió giật nó xuống nữa, nồi son chảo đổ hết chân. Khổ lắm chúng sướng luôn cả nhà ơi. Cái cảnh này là cái cảnh là mình nhìn tạm thời vậy thôi, chứ còn mà ra ngoài khơi giông bão kìa, dạng mà gần mà bão cỡ tháng nó có bão đó, là ảnh hưởng rồi. Ở đầu rồi son nồi chén bát gì đấy ngã xuống hết đó. Đây là những dòng là trời bớt mưa để kiếm thêm vài ký mực. Quá cái nhà công được. Mưa mực này là cái ngành mực này là đi câu đến sáng luôn nha. Họ sẽ ngủ bù vào buổi sáng, buổi tối họ sẽ đi. Đó, thường là vậy. Còn ông anh mình là đi đến sáng luôn. Nghĩa là ông anh mình sẽ đi như cái hôm nay là không phải là đi kiểu này, mà cũng như là ông anh mình là đi kiểu như là đi cỡ tầng 2 tầng nữa mới vô nha. Là đi ra. Quá trời mưa luôn, mưa quá trời mưa. Cho nước sôi. Người đang mày đi ha. Lá này ngon lắm, vô cái đinh lăng này là ăn vô. Lại ăn bên bánh á, nó là thuốc á. Cái đinh lăng này là sâm á. Mấy cái đọt mềm nó ăn được luôn lại. Đừng lấy anh. Phải bỏ không? Phải bỏ luôn anh. Nó mềm á. Nó dành rửa vậy thôi. Đinh lăng này rất là ngon cả nhà. Với lại ai mà đã từng ăn thì biết. Có gì xuống cái gì muốn xuống nhà em đi là hái nhiều vô mà. Tại vì anh xin bay luôn không? Dạ. Anh nhảy á, nói anh đồng hai và kia hái vậy à. Xin bắt hoài á. Đinh lăng này rất là ngon á. Đinh hái cái lá già cũng được. Lá già nó sống á. Cái mì tôm. Nó bỏ lên trên lại, đừng có bỏ nó dưới. Bỏ lên trên tại vì làm cho nó chín quá, nó hết chắc, hết dụng nó. Mình đem vào, mình đem lại.
anh em mình sẽ câu tiếp thôi nha. Này sóng gió vui quá. Nhà thấy không? Nỗi khổ quá ngoài biển. Sướng luôn nha. Hấp dẫn. Có định lăn thuốc bổ tới. Tới luôn rồi trời, chuẩn mực sắp chín rồi, mình làm sắp chín rồi. Chúc luôn anh, cay lắm anh, sợ. Cái này là ớt ớt Huế không anh? Ớt Huế thấm ngã, ít thành lại, sợ ớt Huế lắm, thè lưỡi luôn. Ớt Huế cay lắm cả nhà, thấy gì chưa? Đúng chưa anh? Lạc, lạc không lạc? Không biết là anh bỏ muối đâu không gì được anh lại gì được thì lát nó có gì em bỏ thêm vô kìa ông anh đại quá đây đừng bỏ bên em lại tại vì sao em sợ mối á anh chưa bỏ này có sao không ta bỏ đi vô ăn chưa được khó hả hình như anh thấy cái miệng mà trong lúc này đang chờ nước sôi ông anh mình ra kiếm thêm mớ mực á nha đó. Có nghề biển mới hiểu được thôi. Đây, đang chờ mực, đang chờ nước sôi để pha vô ăn. Đang xong chuyến này mình sẽ cố gắng phụ ông anh mình kiếm một ít mực. Đây, sôi. Có đồ thay anh, thay để lát nữa nó công cảm mất cảm lại anh. Anh chín mực rồi cả nhà. Chín không anh? Mình nói gọi trời mưa qua wow. trời mưa qua là mực nhiều lắm. Phê nha, ngon. Trời mưa này qua thì mực rất là nhiều cả nhà, tại vì khi mà trời mưa qua đó thì nó kiếm đi bắt mồi nhiều hơn rất là nhiều. Ông anh bắt được 2 con bự không? Không em biết rồi. Vậy cái nhà nha. Quá trời ngon luôn cái nhà đá vườn. Trời này trời mưa lạnh đi chứ. Quá trời ăn. Trời ơi. Trứng mực nè. Cái nhà này ông anh mình ông bắt ngoài khơi đem vô á. Ông tặng cho mình. Cảm ơn ông anh nha. Hơi ít lên thôi, chứ nhiều. Ăn nhiều quá hồi nãy em ướt vậy. Nói chung là hiếm gặp những mấy cái này lắm. Mình phải cái tô này còn hơn ở nhà hàng nữa trời. Hôm nay không có gì ông anh mình. Nói chung là ông anh mình đãi mình cái món dân giả thôi cả nhà. Mà không biết mình ăn nổi không. Tại vì ở ngoài biển còn đinh lăng nó lại ơi, bỏ đinh lăng nữa được rồi. Mọi người nhà thấy không, quá bén.
ăn của người nhà, mực này ăn mới đã nè, dính xong cái mình đem liền ăn mới đã. Ốc nhận ngon anh à, anh lăn vô có được. Dạ, cái đen lại anh mới ăn, ăn xong mình có mực tiếp. Đêm nay một đêm khó quên cả nhà cùng với ông anh mình. Nói chung là thật sự là mình khó chịu lắm, nhưng mà mình phải cố gắng để dành tặng cho cả nhà những cái thước phim rất là hay và ấm cúng như thế này nè cả nhà. Đó, hai này mình ăn nè. Cả nhà thấy không? Thấy những người biển thấy đáng thương dễ mến không? Giờ mình và cả nhà cùng thưởng thức với mình với ông anh mình ăn mừng nha. Khó chịu thiệt, cho quá đã, cho nắm bụng quá nè. Trời cả nhà, sứa rất là nhiều. Mới một á. Đúng rồi, cả nhà hồi nãy giờ mình với anh mình câu gần 2 kg rồi cả nhà, rất là nhiều, để cho cả nhà xem nha. Nè cả nhà đó, anh mình câu gần 2 kg rồi. Anh nào ông anh dính mực lại cả nhà ơi, đó đó dính nước này lên lên coi chừng xịt cho máy lên luôn đó ông anh. Ô vô nồi
ngon cả nhà, quá im. Đây là một trứng không anh? Đây là một trứng. Không, mật trứng là dễ thấy, nó có mấy cái trứng trứng. Cái này mật nè, mật lao. Này là mật lao cả nhà. Trứng là em thấy nó dương như con mật này nè. Đây trứng nè, đó, có trứng này chứ. À, có trứng. Mật này gọi là mật trứng nè. Đó, giờ có thấy nó trắng trắng như là ở trong nó mật trứng như nè. Trứng ăn rất là ngon và giòn lắm. Mật trứng là nhìn thấy luôn á. Nhiều đây gần 2 kg rồi nha. Nhiều đây gần 2 kg. Cầu trời phù hộ cho ông anh. Tôi tối nay cầu nhiều. Bên kia thì có thêm mấy ông anh nữa. Ông anh cầu bển nữa nha. Mấy cái đèn đó, mấy đèn của mấy ông anh nó bển. Mấy ông anh bển cầu cũng có cá lắm. Hay điện qua đây cũng có mực của anh. Có mực nữa nha, có mực. Nói chung đây là một đêm rất là ý nghĩa đối với mình và với ông anh mình. Cầu mực rất nhiều. Ông anh mình cầu tới 4 cằn. À, cằn của mình nè. Đây. 2, 3, 4. Đó, cằn nó cằn treo. Cằn đó lâu lâu dính. Ngon cái nhà. Hãy lên trắng lên chỗ này nè. Lên nhiều lắm. Chắc là già của mấy người khác đi quá. Giác nhiều. Có ai mà không say sống thì nên đi ra câu nữa nha. Ai mà mạnh về, ai mà mạnh về biển này kia thì đi được ha. Chứ còn nhẫn nhẫn khó đi lắm. Thì nãy giờ mình cũng muốn té lên té xuống rồi. Trải nghiệm. Nói chung là hôm nay mình trải nghiệm với ông anh mình để biết được cái cuộc sống ngoài biển thật sự rất là cực khổ đó cả nhà. Nào giông, nào gió, nào mưa nữa. Nhưng mà đổi lại thì ăn hải sản rất là ngon. Đó. Ông anh biển rồi cả nhà ơi. Trứng. Thông cảm ở nhà lắc quá. Trứng nữa nhà ơi. Chưa. Cái dòng bổ vô luôn rồi. Bổ vô luôn anh ơi, vô luôn anh. Nhả rồi. Lên luôn anh ơi. Tuyệt vời. Trời ơi. Bự không? Rồi anh coi. Đã.
Tối nay mực ít ăn quá cả nhà, giờ này mực ăn yếu lại rồi. Anh em mình đang làm vài ly cà phê, cà phê uống cho nó ấm ấm bụng của nhà. Nói chung là nãy giờ mình cũng nôn nôn ít rồi. Giờ ông anh pha cho anh một ly cà phê sữa để uống cho nó ấm bụng chút. Rồi đây là cục chợ, đây là cái lần thứ hai, thứ ba trải nghiệm cả nhà. Thực sự rất là mệt luôn. Ngon quá cả nhà. Giờ giảm ăn. Cả nhà thức nha. Mình dính hai con luôn, ghê không? Giờ nó vô đi anh ơi. Đây, ông anh mình đang chuẩn bị làm câu để mà câu những cái con cá như cá bè, cá bớp hay là cá thu gì đó. Nói chung ở ngoài này là có nhiều cả nhà. Anh mình đang làm câu để kiếm thêm mớ cá nữa. Tại vì thì nhiều khi sẽ có loại cá đi ăn đêm đó cả nhà, chứ không phải là ban ngày cũng có cá không nha. Lao nè. Trải nghiệm mới của ông anh mình rồi cả nhà.
1 ký nữa. Đây là trải nghiệm đúng mệt mỏi luôn cả nhà. Quá. Cảm giác luôn. Cảm giác cho biết sự rất là mệt luôn. Chung là tội nghiệp ông anh lắm. Ông ngồi sáng nha, ông ngồi từ tối giờ. Quá mệt mỏi luôn cả nhà. Ơi mình muốn xây ke cả nhà. Quá trời mệt rồi. Đuối luôn cả nhà. Ông anh mình ổng có kinh nghiệm đi biển nên mình không có lại ảnh được. Nói chung là mệt lắm cả nhà. Ai mà đã từng trải nghiệm như mình thì sẽ biết. Đó. Thôi mình trải nghiệm ở đây cũng đã đủ cả nhà. Anh mình ngồi tầm cỡ 6 giờ anh mình vô rồi. Đó, mình cũng chung là anh cũng kiếm được chơi gần 5 ký gì đó cả nhà. 5 ký mực. Thì nói chung là đây là cái cuộc trải nghiệm nó thực sự là cũng đáng nhớ lắm cả nhà. Lần trước mình với anh mình có ra đây 1 lần mà không có mực do trời sóng nó im quá. Hôm nay thì trời nó sóng gió như thế này nha, như là nó di cực vậy nè. Đó thì nó mới có mực cá, chứ còn mà im quá thì không có gì hết trơn. Thì thôi mình xin kết thúc tại đây cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay nhớ đăng ký kênh chia sẻ cho xin nha. Xin chào, gặp lại cả nhà. Quá gì mà đúng. Sao anh không anh mình chỉ được ra cả nhà im giờ sáng cả nhà ơi, nó còn ăn lay gai, trời đã sáng rồi nha mọi người, giờ 5 giờ sáng rồi, hôm nay ghe cào ta đi sát luôn cả nhà, ta cào sát ghe mình luôn. Thấy ghê không? Người nhà thấy không? Cái dây thần này. Nó cào, ghê cào này đi sát nghe. Quá ghê luôn. Đây là trường hợp đỡ đó cả nhà, có nhiều khi người ta cào á, đứt ghe, đứt dây neo mình luôn. Đây là gần đảo thôi. Cào cửa này ghét rồi, không còn mực cá luôn cả nhà, bởi vậy mấy ghe cào này giờ nó ghê gớm lắm. Hay là gán ngồi thêm chút xíu nữa không anh? Hay là gán ngồi nhấm nhấp thêm vài con nữa. Vậy là chạy vô là vừa ha? Dạ. Bây giờ ông anh mình sẽ đi vô sớm ở nhà để còn bán mực cho nó tươi tươi nữa. Đây là mực mới của anh mình nè. Còn mấy ký kia, còn mấy loại mực cũ kia thì anh mình đã cắt bớt rồi. Hết cả nhà, hết. 5 giờ sáng rồi. Đây là mực nang nè mọi người. Mực nang. Đây là mực trứng. Trứng này mọi cả nhà. Tươi rõ ngon không cả nhà. Anh mình đang quay máy chuẩn bị chạy vô cả nhà. Quá trời nhiều. Chưa? 11 đêm mà nó vậy. Rồi.
Trứng mực á cả nhà, trứng mực á hả? Mực con, mực con. Cái mực này là mực băng, mực lao á. Mực nè, mực nè. Mực cái dính vô cái đeo luôn cả nhà. Mùa này là mùa mực nó sinh sản rất là nhiều cả nhà. Giờ mình thả xuống lại. Đây là nó đẻ trâu của anh để nổi. Thấy thấy dây neo dính vô luôn kìa. Trứng mực á cả nhà, trứng mực dính vô trong cái neo này luôn. Mùa này á là mực rất là nhiều cả nhà. Nên trứng mực dính vô nè. Nghe thấy không? Quá trời luôn. Giờ anh mình đang chuẩn bị chạy vòng vòng vô để câu mớ cá nữa cả nhà. Câu thêm ít cá nữa. Đây là một ít mực khô của ông anh mình nha cả nhà. Đó. Để em cho cả nhà xem nha, đây là mực khô của ông anh mình. Ông anh mình sẽ ngay tại biển luôn. Đó. Nếu một ngày nào đó cả nhà mà có muốn mua mực này thì liên hệ với mình nha, để mình điện cho ông anh mình. Để mình sẽ để lại cho cả nhà đây mực này mà anh em nào mà nhậu nhẹt hay là tặng cho người nhà người thân nha. Trời ơi, mực này đừng nói nữa cả nhà, cái này ăn tới luôn. Ăn mực là mực cỡ này mới ngon nè cả nhà ơi. Mực này ông anh mình sẽ ngay tại ghe luôn nha, ngoài biển luôn á. Mực rất là ngon. Nếu có cơ hội thì anh em nào mua thì cứ liên hệ cho mình ha, để mình biết á, mình nói với anh mình sẽ, tại vì thường thường anh mình sẽ cũng tầm cỡ gần 1 ký. Mực này mà đem đi ăn tiệc hay là đãi bạn bè nhậu với lại khách tới luôn á nha. Mực này ngon nè. Thôi giờ mình vô cái nha. Bỏ trong kia. Đây là mực nè cái nhà, mực tối mấy anh em mình câu nè. Đó, nhiều không? Giờ mình vô bờ thôi cả nhà. Thôi vô bờ thôi. Ăn mực thôi cả nhà ơi. Đó, đây là mực bữa mình đi với ông anh mình nè. Đây là mực trứng nè cả nhà. Nhà thấy trứng không? Quá trời ngon cả nhà ơi.